Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Việt Bốn Phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tôn vinh người Việt ở Séc hết lòng vì đồng bào thiên tai trong nước. Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi, tác phẩm âm nhạc do một Việt kiều Đức sáng tác hướng về biển đảo quê hương. Cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Jordan Vorobos khi trở thành đại sứ du lịch của Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 11 tháng 3 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai năm 2016. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong năm 2016 vừa qua, đặc biệt là trong nửa cuối tháng 10, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã rất tích cực kêu gọi và đóng góp nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Tổng số tiền quyên góp được từ Cộng hòa Séc trong đợt tháng 10 dành cho miền Trung khoảng trên 2 tỷ đồng. Đây là một cái hoạt động đầy nghĩa tình đối với đồng bào ở Cộng hòa Séc, hướng về tổ quốc, hướng về là coi như là đất nước. Đây là một cái việc làm hết sức có ý nghĩa. Điều đặc biệt, trong năm vừa qua có nhóm hội của Cộng hòa Séc cử người về trao tận tay bà con và cập nhật thường xuyên chi tiết trên mạng xã hội. Thông qua cách làm này, kiều bào ở Cộng hòa Séc có thể hiểu rõ hơn về tình hình thực tế của đồng bào ở quê nhà, nhất là ở miền Trung trong thời gian đó. Chúng tôi đi đến tận nơi vùng sâu vùng xa vì cái tấm lòng chúng tôi làm từ trái tim mình với tất cả những anh em bà con, những cái người mà chúng tôi cảm giác là không cái gì còn có thể là người ta tức là khổ hơn nữa. Cho nên khi tất cả chúng tôi vào thì là kể cả trèo đèo suối đi đến những cái vùng rất là nguy hiểm, nhưng mà bọn chúng tôi đều muốn mục đích rằng là mang đến những cái phần quà nhỏ bé của chúng tôi chia sẻ cho bà con mà ở những cái nơi khó khăn nhất, xa xôi nhất. Bà con bên đây là nhìn cái cảnh nhà thì rất là buồn và cũng mong cái thiên tai cũng không sẽ đến với bà con của chúng ta nữa. Nhưng mà hồi bên đây chúng thì cũng hàng năm cũng vận động quyên góp để ủng hộ cho bà con nghèo ở quê nhà, nên nếu mà cái lụt thiên tai đừng ập đến thì còn hoạt động cái phong trào để đóng góp cho vì người nghèo. Cuối năm 2016, Cộng hòa Séc đã có những thay đổi thắt chặt về mặt luật pháp, ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng 65.000 người Việt tại đây. Nhưng điều này cũng không giảm bớt sự quan tâm giúp đỡ và chia sẻ của kiều bào ở Séc tới đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở quê nhà. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc có hơn 65.000 người đang sinh sống, làm ăn và học tập. Năm 2013, cộng đồng được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Séc và đang tích cực hội nhập sâu rộng vào nước sở tại. Ngày 12 tháng 3 tại chùa Từ Ân, thủ đô Berlin, cộng đồng người Việt tại Đức đã tổ chức đại lễ cầu siêu nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ hải đảo của Việt Nam. Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự tham dự của các Phật tử, đại diện Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và một số hội đoàn cộng đồng người Việt sở tại. Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Từ Nhơn, trụ trì chùa Từ Ân đã cùng với các tăng ni Phật tử và bà con kiều bào dành một phút mặc niệm theo nghi thức Phật giáo nhằm bày tỏ lòng thanh kính, tưởng nhớ sự hy sinh của những chiến sĩ đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ biên giới biển đảo của Tổ quốc. Sau đó, những người tham dự buổi lễ đã dâng nén tâm nhang lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đại diện cho các cựu chiến binh, ông Nguyễn Tiến Khởi, một cựu chiến binh từng chiến đấu ở Hoàng Sa, bày tỏ lòng cảm ơn với cộng đồng người Việt tại Berlin đã tổ chức lễ cầu siêu cho những đồng đội đã hy sinh của mình. Ông cũng ôn lại những kỷ niệm trên chiến trường xưa và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Tôi cảm thấy hoàn toàn tức là xúc động và phải là cảm ơn chùa Từ Ân với lại bà con Phật tử cũng như là bà con cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, mà chủ yếu là ở Berlin. Thì đây là một cái cử chỉ văn hóa rất đẹp
một cái hành động là một cử chỉ uống nước nhớ nguồn. Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi đại lễ cầu siêu nhằm thắp nén hương và đọc lời kinh niệm Phật cầu nguyện các anh linh của quý vị được siêu sanh miền cực lạc và các anh linh đã cảm nhận tấm lòng của bà con Phật tử. Bên cạnh việc thể hiện sự tri ân của bà con người Việt ở xa quê hương trước sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, buổi lễ còn là dịp để giáo dục những người Việt trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba tại Đức hướng về cội nguồn. Để bảo vệ tất đất tất vàng lãnh thổ quê hương, các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương ngã xuống. Để ghi nhớ những công lao to lớn ấy, rất nhiều tác phẩm âm nhạc đã được ra đời. Trong phần tiếp theo của bản tin, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý khán giả một ca khúc có tên gọi Hoàng Sa ơi Trường Sa ơi. Đây là tác phẩm được ông Huy Thắng, một Việt kiều Đức, sáng tác trong chuyến thăm Trường Sa do Ủy ban Nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, đã được dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam lựa chọn để dàn dựng và biểu diễn phát sóng. Có lẽ ngay từ tựa đề, chúng ta đã có thể biết được phần nào nội dung của bài hát. Và để hiểu hơn và có thể thưởng thức giai điệu của ca khúc này, chúng ta hãy cùng lắng nghe tác giả chia sẻ tâm sự trong phóng sự sau đây. Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi, chúng con đã về đây. Ở nơi đâu không quên mảnh đất này, dương ngàn trùng khơi biển đông sóng gió, quần đảo của ta đó Trường Sa Hoàng Sa. Tôi rất hạnh phúc là một trong những người Việt Nam ở Đức, hay đó chính là đại diện cho bà con kiều bào của Đức, được ra thăm quần đảo Trường Sa vào tháng 4 năm 2014. Bởi vì rằng là quần đảo Trường Sa nó là một cái mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc ở phía mặt trời. Và chính cái thúc ấy cho nên là trong lòng mình nó cứ trào dâng dần để mình có được những cái từ là cái sáng tác bài hát đấy. Trong một cái bối cảnh khi mà cả nước cùng hướng về biển đảo, hướng về Hoàng Sa, hướng về Trường Sa, thì đây là một trong số những cái tác phẩm mà có chất lượng tốt. Chúng tôi nhận rất là nhiều cái tác phẩm ở khắp nơi trên cả nước, nhưng mà những cái tác phẩm mà của bà con Việt kiều, đặc biệt là những cái người như là nhà báo, nhạc sĩ Huy Thắng, là cũng là một cái trường hợp mà không có nhiều. Trên cái tàu của chúng tôi đi có 204 người. Thì có trên 100 người là Việt kiều ở nước ngoài về. Thì cái tình cảm của những người xa quê nó dạt dào, nó ghê gớm lắm. Và nó kéo hút tất cả mọi người trong cái chuyến đi đó với tình cảm biển đảo. Cái ý chí kiên cường của những con người Việt Nam không chỉ ở trong nước, không phải là các chiến sĩ ôm súng ngoài biên cương mới là thể hiện cái điều đó, mà cả bà con kiều bào ở tất cả những người ở nơi xa, xa tổ quốc, xa lắm thì người ta vẫn hướng về. Và khi chúng tôi được nhận những cái lá cờ mà ở các đảo người ta treo ở trên, nó bay và nó tướp đi. Nhưng khi mình cầm lá cờ, mình ôm vào ngực mà mình cảm thấy nước mắt mình trào ra, mình cảm thấy như tổ quốc ở trong lòng mình. Hoàng Sa không xa, Trường Sa không xa, rất gần các bạn ạ, gần lắm. Vì nó nằm trong trái tim mình, nó nằm trong tất cả mọi người, nằm trên cái hình dáng của đất nước. Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi, chúng con đã về đây. Cho con ôm hôn mảnh đất mặn mòi, con xin hiến dâng trái tim nóng bỏng, dòng máu đang ở thành lũy giữa biển đời. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 11 tháng 3 tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, trong khuôn viên của nhà hàng Đồng Xuân Quán đã diễn ra cuộc gặp mặt để ra mắt Ban chấp hành Hội Phụ nữ Đồng Hương Nghệ tỉnh và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3.
Trong không gian đầm ấm và tràn ngập hoa tươi, gần 300 chị em đến từ khắp nơi thướt tha duyên dáng trong những tà áo dài, cùng nhau giao lưu và gửi tới nhau lời chúc mừng dành cho phụ nữ nhân dịp mùng 8 tháng 3. Cũng nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã ra mắt hội với vai trò phát huy tốt hơn những phong trào của phụ nữ tại Đức. Và ngay khi vừa ra mắt, hội cũng đã thành lập một quỹ lấy tên là Quỹ Tình Thương nhằm giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà. Kể từ khi Hội Đồng Hương Hà Tĩnh được thành lập, Hội Phụ Nữ Hà Tĩnh là một bộ phận không thể tách rời, đã luôn đồng hành cùng với Hội Đồng Hương trong mọi phong trào tương thân tương ái và ủng hộ quê hương. Bên cạnh đó, chị em cũng luôn yêu thương và cùng chung tay giữ việc hội đoàn và việc nhà để phong trào của hội được phát triển. Cũng tại buổi ra mắt, một chương trình văn nghệ đặc sắc, đa dạng về thể loại do các chị em và cả các thế hệ thứ hai sinh ra tại đây biểu diễn đã đem lại không khí vui tươi đầy cảm xúc. Đứng trước thực trạng môi trường đang bị tác động trong những năm vừa qua, tại thủ đô Hà Nội, cuộc thi Tô Xanh Góc Nhỏ Hà Nội nằm trong chuỗi chương trình tắt đèn bật ý tưởng của sinh viên được tổ chức với mong muốn nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường xanh của thủ đô, tạo ra các hoạt động thiết thực, thu hút cộng đồng cùng tham gia để lan tỏa các thông điệp cuộc sống xanh và lối sống trân trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Làm dàn treo, những chậu hoa được đính cẩn thận trên lan can chung cư cũ. Vị trí này trước đây là nơi đổ rác không đúng quy định của người dân, thì nay đã được thay thế bằng những chậu cây xanh. Như thế này chưa bao giờ xảy ra đâu. Hôm nay chị đến, chị về nhà chị rất là ngạc nhiên. Thấy nó có cái thay đổi rất là ngạc nhiên. Thấy rất là vui. Bản thân cháu khi đi mẹ đưa về là cháu nhìn thấy các anh chị cô chú làm đây thì cháu cũng xà và cháu làm và cháu rất là phấn khởi. Từ những bạn sinh viên, sự lan tỏa đã đến với những em nhỏ, tự tay trang trí những thùng rác. Rồi đến những người dân sinh sống nơi đây cũng góp chút ít công sức, chung tay để xây dựng không gian sống của mình xanh, sạch, đẹp hơn. Thông điệp mà nhóm em muốn mang đến cho người dân ở đây là mong là mọi người sẽ cùng nhau chung tay để làm cho môi trường sống cũng như là cái không gian xung quanh gia đình nhà mình thêm sinh động, màu sắc cũng như là chan hòa gần gũi với thiên nhiên hơn ạ. Các cháu đúng là noi gương các em thiếu nhi ở trong tập thể và làm cho các người già có ý thức hơn. Nhìn mọi người này cùng làm này, xong cùng nói chuyện với nhau rồi là giao lưu với cả những người dân nơi đây thì tôi nghĩ rằng là nó đúng là một cái hành động nhỏ thôi nhưng mà nó có ý nghĩa. Trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta thấy việc gì tốt thì dù nhỏ chúng ta cũng nên làm. Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên để con người hiểu được những giá trị mà thiên nhiên mang lại. Chính nhờ công tác bảo vệ môi trường được tuyên truyền thực hiện tốt mà Việt Nam đã có được rất nhiều những bãi biển đẹp. Trang web về du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2017 do du khách bình chọn. Trong đó thì Việt Nam có đến 2 bãi biển nằm trong danh sách này. Theo đó, bãi biển Non Nước nằm tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và bãi biển An Bàng ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam lần lượt được xếp thứ 10 và 25 trong danh sách những bãi biển đẹp nhất châu Á này. Ngoài ra, TripAdvisor còn đưa ra thông tin khuyến khích du khách lựa chọn thời gian lý tưởng để du lịch đến bãi biển Non Nước là từ tháng 2 đến tháng 8, còn bãi biển An Bàng là từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Cũng trong danh sách bình chọn xuất hiện những cái tên nổi tiếng về bãi biển đẹp tại châu Á như Rahanaga ở Ấn Độ, Nai Han ở Thái Lan, Nắc Pan ở Philippines. Được biết, Đà Nẵng cũng từng được TripAdvisor đánh giá là một trong những điểm đến du lịch lý tưởng nhất năm 2015. Có thể thấy chưa bao giờ mà du lịch Việt Nam ghi đậm dấu ấn với bạn bè quốc tế như hiện nay. Và mới đây thôi, khi mà đạo diễn Jordan Woodbush đã chính thức được bổ nhiệm trở thành đại sứ du lịch của Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017-2020, thì hình ảnh đất nước Việt Nam với nhiều danh lam thắng cảnh một lần nữa lại nổi lên trên bản đồ du lịch thế giới. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của vị đạo diễn này về cương vị mới trong buổi phỏng vấn mà chúng tôi vừa thực hiện. Skull Island, the land where God did not finish creation. Xin được giới thiệu đạo diễn của bộ phim Công Đảo Đầu Lâu, đạo diễn Jordan Woodbush. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi. Rất vui được gặp bạn. Đầu tiên xin được chúc mừng ông trên cương vị mới là đại sứ du lịch của Việt Nam. Ông có cảm thấy bất ngờ không? Tôi rất tự hào. Đó là điều tôi không ngờ đến khi tới Việt Nam. Tôi không nghĩ đó là điều có thể xảy ra khi đến với Việt Nam. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ tìm cách để Việt Nam được biết đến. Bạn biết đấy, Việt Nam là đất nước tuyệt vời về văn hóa, con người, thiên nhiên. Vì vậy sẽ rất dễ để có thể phát triển du lịch với đất nước này. Để phát triển du lịch tốt nhất là nên duy trì và phát triển những gì các bạn đang có. Vậy ông đã có kế hoạch gì trên cương vị mới này không để thúc đẩy du lịch cho Việt Nam?
Thực ra là tôi chưa nghĩ đến nhiều về điều này, nhưng chắc chắn tôi sẽ phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng để cùng bàn xem tôi sẽ làm được những gì tiếp theo. Bên cạnh đó, tôi sẽ chuyển đến đây sống và hợp tác với những tài năng ở đây, diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất, để tạo ra những sản phẩm văn hóa giúp quảng bá du lịch. Lý do nào đã khiến ông quyết định tới đây sống? Đó là điều tôi nghĩ tới khi lần đầu tới đây. Khi tôi trở về Los Angeles, tôi cảm thấy nuối tiếc và nhớ về Việt Nam. Và tôi nghĩ nếu tôi có thể sống thoải mái và hứng khởi Việt Nam thì tại sao tôi không thể đến đây sống nhỉ? Cảm ơn ông rất nhiều. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin Người Việt bốn phương hôm nay tại đây. Quý khán giả có thể theo dõi lại nội dung chương trình ở địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube của Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4Go. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.